Chibu trở lại, mong là nữ hoàng giải trí thế hệ mới. Những ngày đầu tháng 8, Chibu phủ sóng khắp các mặt trận, từ TV show đến phim ảnh và đặc biệt là lĩnh vực âm nhạc. Về TV show, nữ ca sĩ đã tham gia chương trình Street Dance Việt Nam 2022 với vai trò đội trưởng. Trong đó, hai thành viên của team Chibu đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân và á quân của cuộc thi. Về phim ảnh, Chibu sẽ đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh 10, Lời Nguyền Trở Lại được khởi chiếu ngày 30 tháng 9. Về âm nhạc, cô chơi lớn mỗi tháng ra một MV đến hết năm, lần lượt vào các ngày đời dễ nhớ, gồm ngày 8 tháng 8, 9 tháng 9, 10 tháng 10, 11 tháng 11 và 12 tháng 12. MV đầu tiên trong chuỗi dự án này là Black Hickey, vừa được giới thiệu trong buổi họp báo diễn ra ngày 8 tháng 8. Xuất hiện tại họp báo, Chibu bật mí cô chọn theo đuổi dòng nhạc vui vẻ, tưng bừng, mang năng lượng tích cực cho lần trở lại trong năm nay. Trước khi MV chính thức ra mắt, Chibu đã quảng bá rầm rộ từ việc thông báo trên mạng xã hội cho thả những con diều khổng lồ trên bầu trời hay tổ chức một đoàn xe chở hộp đèn phủ khắp các tuyến đường đông đúc của thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, việc hé lộ một phần giai điệu, hình ảnh của MV thông qua poster, audio teaser, teaser MV cũng góp phần khiến khán giả thêm tò mò về sản phẩm. Chibu cho biết không còn quan tâm mọi người gọi mình là ca sĩ, diễn viên, người mẫu hay hot girl. Cô chỉ quan tâm rằng mình đang được làm những công việc yêu thích. Dù vậy, cô thừa nhận mong được trở thành nữ hoàng giải trí thế hệ mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh Chuyện Gì Thế để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi nhé.